Hello, ngày hôm nay ở đây thì tôi đang có một chiếc Kia Seltos. Đây là chiếc 1.4 phiên bản giữa. Cái xe này thì nó có 4 phiên bản: Deluxe, Luxury, Premium và một phiên bản 1.6 Premium nữa. Thì cái phiên bản này là phiên bản giữa, động cơ 1.4 và hộp số DCT 7 cấp. Với cái thông số này thì nó cho ra một cái công suất khoảng 138 mã lực và 242 Nm. Nhìn tổng thể một chút về cái thiết kế của nó thì có thể thấy đây là một cái thiết kế rất là hấp dẫn. Một chiếc xe crossover hạng B. Tuy nhiên thì cái kích thước của nó cho chúng ta một cái cảm giác là có một cái vẻ bề ngoài khá là to lớn. Chiếc xe này là phiên bản giữa thì có giá khoảng hơn 700 triệu và lăn bánh khoảng 800 triệu. Thì theo mình thì đấy là một cái mức giá cũng khá là hấp dẫn. Phần cốp xe thì nó trên điều chìa khóa nó có một cái nút hâu. Tuy nhiên là khi mà mình hâu thì nó cũng không có tác dụng gì cả, mà chúng ta bắt buộc là phải ấn vào đây. Thì có lẽ là đây là một cái của phiên bản giữa thì nó sẽ như vậy. Cốp thì cũng khá là cơ bản thôi, giống như cái chiếc Cross hôm trước mình trải nghiệm. Ngồi thử vào cái không gian hàng ghế sau. Đây là cái vị trí người lái khi mà ngồi. Đó, với cái ghế của phía trước đã được đặt phù hợp với cả cái phần ngồi của mình, thì mình nghĩ là đây là một cái khoang không gian đủ dùng, không quá rộng. Tuy nhiên thì vẫn khá là thoải mái. Ghế cho một cái độ ngả tốt và chúng ta sẽ có thể điều khiển được cái mức độ ngả. Đấy, đầu gối này, chân này. Các bạn có cái bệ đi tay ở đây. Đó. Đấy, có một cái cổng sạc, tuy nhiên không cổng 12V mà chỉ có cổng USB A thôi. Và có một cái khoang để đồ nhỏ nhỏ, vẫn có cửa gió. Nhìn chung thì cái không gian đằng sau này thì đủ dùng. Thì cái điều tiên mà mình muốn nói về cái khoang nội thất này đấy là thông thường ấy, thì mình sẽ luôn luôn có một cái xu hướng là đánh giá thấp các cái phiên bản thiếu hoặc là phiên bản giữa của các cái chiếc xe. Tuy nhiên thì ấn tượng của mình khi mà bước vào cái không gian này đấy vẫn là một cái phần nội thất rất là đẹp và chỉn chu, hiện đại, đặc biệt là về mức giá 700 triệu. Những cái phần thiếu ở đây chúng ta sẽ có thể thấy là đây chúng ta sẽ thiếu mất cái cruise control này, một số các cái nút chờ ở đây. Đây, cái phần màn hình này thì nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. Ở đây điều hòa chỉ là một vùng và không có cửa sổ trời. Còn lại thì những cái phần khác nó vẫn rất là đẹp và chỉn chu. Chúng ta nhìn sang từ bên này sang bên này thì chúng ta thấy là đây là một cái phần nội thất kết hợp giữa hai cái tông màu chính đen và trắng, và sẽ có cái phần các cái phần chất liệu nhựa và các họa tiết rất là hấp dẫn ở đây. Cái phần cụm này thì nhiều anh em chê, nhiều anh em khen. Mình thì lúc nhìn trên ảnh này có lẽ là mình cũng không có cảm tình lắm. Tuy nhiên thì nhìn ở đây thì mình thấy nó cũng ổn, cũng không đến nỗi gọi là gì xấu hay là thô cả. Nó nhựa bóng này đấy, và cái làm cho cái tầm quan sát rất là tốt. Chỉ có điều là cái phần hiển thị thông tin ở đây, nếu như là chúng ta có thể là nó có màu hoặc là gì đó ở giống như cái phiên bản cao cấp hơn thì nó sẽ ngon hơn. Cái loa của nó thì lúc ấy mình có nghe thì nó cũng không phải là quá ấn tượng. Nghe nó cũng chỉ gọi là vừa vừa thôi, nhưng cũng chả cần yêu cầu gì cao quá với một cái mẫu xe như thế này. Và một cái điểm cũng khá là hay của cái xe này là nó thậm chí còn có cả traction, snow mud với sen này. Đấy, để ấn lên trên này thì drive mode này. Đấy, 3 chế độ lái, chắc mình chỉ trải nghiệm 3 chế độ lái này thôi. Còn cái này nó, vì nó sẽ là cầu trước nên là cũng sẽ không có gì quá là để mà trải nghiệm mà. Đó, nó cũng là một cái hay. Nếu như mà khó tính hơn một chút thì có lẽ là ở trong cái khoang nội thất này thì có một số những cái điểm, ví dụ như là các cái phần nút này. Đấy, hoặc là những cái phần nút bấm ở đây này. Nó chỉ hơi mỏng mỏng một chút thôi. Nên là bấm vẫn rất là nhạy, vẫn phản hồi vẫn rất là ngon. Có là cảm giác thì nó hơi mỏng, hơi kiểu nhựa nhựa một chút. Có lẽ là khó tính như mình thì mới chê thôi, chứ còn chắc là bình thường ấy chẳng ai chê cái đấy cả. Đấy, cái nút bấm kiểu thế cũng sẽ rất là... Thì về cơ bản với 700 triệu thì các bạn vẫn có một cái chiếc xe thuộc phiên bản giữa và có thể đáp ứng đầy đủ được. Tuy nhiên cái điểm đáng tiếc duy nhất có lẽ là khi mà mình xem về thông số thì mình thấy là chiếc xe này chỉ có 2 túi khí. Thì đối với mình thì mình nhắc lại là nó vẫn là một cái điểm mà mình nghĩ là rất quan trọng với các cái tính năng an toàn. Ở một cái xe ở cái tầm giá này thì nên có ít nhất là 4 túi. Còn về cái không gian này thì ngồi cũng rất khá là thoải mái, cái tầm quan sát thì cũng ổn. Mình nghĩ là mình sẽ có thể là hoàn toàn quản lý được cái phần đầu xe cũng như là cái điểm nhìn của mình, không có vấn đề gì. Có lẽ là sẽ đi vào cái phần trải nghiệm lái thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trải nghiệm chiếc xe này ở cái đường trong phố xem như thế nào. Thì mình cũng trải nghiệm chiếc xe này một chút từ chiều đến giờ. Thì có thể nói là cái điểm ấn tượng đầu tiên đấy là cái vận hành của nó khá là êm ở những cái giải tốc độ ban đầu, với một cái phần khung gầm khá là vững và cái cách âm gầm cũng tốt. Êm bởi vì chúng ta sẽ không có một cái cảm giác
về cái phần âm thanh dội từ gầm lên ở những cái giải tốc độ thấp. Tuy nhiên thì có một cái điểm là cái cách âm và động cơ thì chúng ta sẽ vẫn nghe thấy cái tiếng máy khá là rõ. Chúng tôi sẽ nói ít lại để cho anh em nghe thấy khi mà chúng ta đi ở những cái đường trong phố và vận hành một cách từ tốn chậm rãi như thế này. Sẽ với cái vòng tour khoảng 20-40 km/h. Cái trạng thái vô lăng của chiếc xe này ở cái rảnh vòng tour thấp và tốc độ thấp thì đối với mình thì nó sẽ hơi bị nhẹ một chút, và cái phản hồi của nó cũng không quá là nhạy. Tuy nhiên thì theo những cái ấn tượng của mình với những cái xe Kia khác thì đây là một cái mẫu vô lăng cũng khá ổn so với cái xe như là K3 Cerato hay là K5 rồi. Cái tiếng máy thì nó hơi xa xa thôi nhưng mà nó sẽ nghe vẫn khá là rõ. Một điểm nữa là cái khả năng chuyển số của cái hộp số này ở cái giải vòng tua thấp mình thấy khá là tốt. Thứ nhất là nó chuyển nhanh và êm, và thứ hai là nó khá là linh hoạt. Đấy, nó tạo cho chúng ta một cái, ví dụ như là đây 4 này, đây đang đi số 4 này, mình sẽ chậm lại. Đấy, sau đây mình sẽ đạp nhanh lên này. Nó sẽ chuyển ngay về số 3 để cho chúng ta có một cái lực kéo tốt. Thì đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là nó tốt hơn một số những cái xe của Kia. Đặc biệt là với ấn tượng của mình thì là ví dụ cái xe Kia K5 chẳng hạn. Đấy, nó là một cái xe mà giống như là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là nó rất lười chuyển số. Thì cái xe tốt này không cho chúng ta cảm giác như vậy. Và đồng thời là cách mà nó chuyển số thì cũng rất nhanh và mượt. Đấy, số 4, nó rơi về ngay số 3, về rất nhanh nhá. Đấy, thì mình nghĩ đây có thể là ưu điểm của cái hộp số DCT. Nói một chút về hệ thống treo thì với cấu hình là MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau thì mình không có quá nhiều kỳ vọng rằng là chúng ta vẫn có một cái độ cứng và đôi lúc là nó khá là nảy. Tuy nhiên thì cũng không quá khó chịu, và đổi lại thì cái việc nó tun hơi cứng thì nó sẽ giúp chúng ta không có một cái sự chồng chành. Xe này thì nó khá là vững đối với khi mà nó chạy đường bằng phẳng, còn khi mà nó muốn dập tắt dao động, khi mà chạy các cái gờ ấy thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái phản hồi cứng hơn. Về cơ bản thì tóm gọn lại với cái phần vận hành trong phố, mình đánh giá tốt chiếc xe này về cách chuyển số, tầm quan sát, vân vân. Điểm trừ có lẽ đâu đấy duy nhất chỉ đến từ cái phần cách âm động cơ ở một số các cái giải vận tốc thấp, và khi mà chạy lên cao hơn thì nó hơi có tiếng ồn môi trường một chút, rất là khó tránh. Đánh với một cái xe mà ở cái tầm giá này và anh em có chấp nhận được nó hay không thôi. Thử trải nghiệm một tí trên cái đường mà nó hơi đá dăm một chút xem như thế nào. Đi vào cái đường đá dăm này thì nó càng thể hiện cho mình thấy là cái khả năng cách âm gầm của chiếc xe này rất tốt. Mình cảm thấy rất ấn tượng với khả năng cách âm gầm của chiếc xe này. Đường này là đường toàn đá nhá. Chúng ta có thể thấy là cái khả năng cách âm của nó tốt. Hầu như là chúng ta sẽ không nghe thấy quá nhiều tiếng vọng từ dưới gầm lên. Và lên đến đây thì chúng ta cũng sẽ có thể trải nghiệm được phần nào cái hệ thống treo của nó. Nói là cứng hay mềm thì có lẽ là nó cũng sẽ hơi phiến diện. Và đấy thì nếu anh em thì nhìn thấy đây là cái đường này thì nó không hề chòng chành, không hề rung lắc quá nhiều, quá khó chịu. Đấy là điều rất là tốt chiếc xe này. Xe tốt, cách âm từ lốp lên khá ổn, gầm khá ổn. Đấy, nên là chiếc xe này mà đi ở trong phố thì có thể gọi thấy nói là khá là thích đấy. Vì cái chế độ sport này nó giống như là nó unlock được chiếc xe này. Đấy, cái tốc độ giữ số lâu hơn và đồng thời là cho một cái vận hành bốc hơn. Đấy, nó cứ giữ D3 này để kéo này. Đấy, để mỗi khi mà đạp là nó sẽ lên mạnh, cái lực kéo ngon hơn. Khá là hay. Còn với chế độ Eco này thì hiền hòa hơn rất là nhiều, và chắc là nó sẽ
thiên về tiết kiệm nhiên liệu. Một cái điểm mà lúc nãy mình cũng thấy ấn tượng là cái xe này khi mà nó báo cái tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 7 lít cho 100 cây đường hỗn hợp, thấy là một cái điểm khá là tốt của chiếc xe này. Đây năm rồi. Rồi, chúng ta đã đến cái phần đường mà nó phải tăng tốc một chút rồi. Thì khi nãy mình ở trong cái đường ở phía trong kia và mình có chuyển sang chế độ sport để đạp một tí, thì có thể thấy là nếu như cái cách chúng ta mà đạp kiểu lựa chân ấy mà chúng ta lại vẫn để cho nó chạy chế độ sport ấy, nó sẽ có một cái mức độ giữ số rất là khó chịu. Đấy, sport này nó giữ số rất là lâu, và bởi vì chúng ta không tăng lên được cái tốc độ tối ưu, thế nên là nó sẽ giữ số để nó tạo cái lực kéo. Thì cái cách vận hành này mình nghĩ là nó sẽ hơi khó chịu với những người xung quanh nếu như là chúng ta đi đông người. Đấy, thấy không? Rất khó chịu luôn. Nó giữ để cho nó không về số 2 mà nó để ở số 3, D4 này, đang ở D4 này. Mình không đọc hai nữa này. Nó vẫn giữ. Đấy. Nó không được linh hoạt lắm. Với cái chế độ sport này mình cảm giác là nó không được linh hoạt bằng cái chế độ normal. Còn ở cái chế độ normal này thì có vẻ khá là trễ. Nó sẽ chuyển số sớm hơn và đồng thời cũng về số sớm hơn. Chế độ normal này đi thì khá dễ chịu. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn vọt hoặc là muốn bốc thì nó sẽ chưa thể đáp ứng được. Chắc là chế độ eco thì mình cũng sẽ không thử nữa, tại vì thực tế là nó không thể hiện quá nhiều thông qua cái cảm giác lái. Mà quan trọng là chế độ eco là nó là tiết kiệm nhiên liệu thôi. Còn về chế độ normal và sport thì mình nghĩ là nếu như chúng ta vận hành kiểu lựa chân, vận hành thông thường hàng ngày thì tốt nhất là cứ chạy normal. Đây có một cái dốc này, chúng ta sẽ thử trải nghiệm sport ở cái dốc này xem. Tiếng máy nhá, giữ tua đấy, trên 2000 vòng nghe tiếng máy. Thấy không? Đấy, đấy chính là cái sự ngáo của cái hộp số này với chế độ sport. Cực kỳ khó chịu luôn. D2 từ nãy giờ vẫn chưa chuyển này. Nên ra đến đây chuyển số đi. Đấy, phải đạp rất mạnh lên thì nó mới chuyển. Đấy, nên là tốt nhất là lựa chân thì đừng có chọn chế độ sport này mà chạy. Phải thoáng chân và đường phải thoáng hơn một chút cơ thì sport này nó mới phát huy tác dụng. D3 này, nếu như chúng ta không tác động gì nó vẫn sẽ tiếp tục giữ D3. Mình hy vọng, kỳ vọng là nó nên có một cái độ nhảy số nhiều hơn. Đấy, đây thì có thể hoàn toàn chạy số 3 bởi vì mình đang rất là lựa chân mà. Đấy. Nó vẫn giữ số 2. Để khi mà đạp nào là lên phát đấy đấy. Chỉ là nó còn giữ D4 để lúc nãy mình đã đạp lên khoảng hơn 100 thì nó đã lên D4 rồi. Và lúc nãy thì khi mà đạp lên nhanh như vậy thì mình mới cảm thấy là cái xe này nó có một cái độ mất cân bằng với cái tải tốc độ cao. Thật ra đây là cái cách lựa chọn chuyển số của nó thôi, nó hoàn toàn có thể chuyển nhưng nó không chuyển thôi. Thì mình nghĩ là nó khá ngáo. Đấy. Sau khi mà nó kéo đến khi mà mình nó cảm thấy là nó đã hơi bị ép quá nhiều cái máy rồi thì nó sẽ chuyển. Đấy, và với cái này thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái lực kéo. Bởi vì nó giữ cái tua như này, giữ tua cao này mà.
Thì nếu như là các bạn hơi trầu trầu một chút thì có lẽ là sẽ thích cái kiểu này. Normal nhá. Lại về Hiền Hòa. Normal này thì lúc nãy đã trải nghiệm rồi. Đấy, nó sẽ chuyển số rất là nhanh, lựa chọn cái vòng tour hợp lý. Hơi trễ hơn một chút và nó sẽ chuyển số sớm hơn một chút. Khả năng tăng tốc của chiếc xe này đối với mình thì mình cũng cảm thấy là nó khá là ấn tượng, kết hợp với cái việc là cái tiếng động cơ thì nó cũng chỉ xa xa thôi, nó không phải là có quá dội nhiều vào khoang máy vào khoang cabin nên là ổn. Nó chuyển số ngay khi mà máy nó hơi có một dấu hiệu là nó bị ép, nó đã chuyển rồi. Và hệ thống treo này nó đã thể hiện cái điểm yếu của nó khi mà nó đi qua với một cái tốc độ cao như vậy. Sẽ làm một vòng cuối cùng với chế độ Sport. Đấy. Chế độ Sport đòi hỏi các bạn phải đạp lút cán sâu chân nhiều hơn và đương nhiên là tốc độ nó phải cao hơn thì nó mới mang đến cái sự khả năng tăng tốc tốt hơn chế độ Eco. Còn chạy chậm thì tốt nhất là đừng có chạy chế độ Sport. Đấy là tóm gọn lại về cái vận hành của cái chiếc xe này. Đấy, nếu mà đi cao tốc và bắt đầu vào có thể chạy được khoảng 120 thì hãy sử dụng chế độ Sport. Rồi, chúng ta đã vào đường cao tốc rồi và đây thì có thể chạy tốc độ cao hơn. Chạy 80 km, vòng tour khoảng 1500 vòng. Ở cái vận tốc này thì có thể thấy là cái độ ồn từ môi trường vào cũng như là khá là nhiều rồi. Rồi nó sẽ tăng tốc từ 60 km/h với vòng tour hơn 1000 vòng lên xem như thế nào nhé. Trễ một chút, tuy nhiên khả năng tăng tốc khá là ấn tượng. Mình nghĩ là khả năng tăng tốc của chiếc xe này khá ấn tượng đấy. Đây là ở chế độ Sport này và ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái chân ga nó cảm giác căng hơn rất là nhiều. Căng hơn ở chỗ là chúng ta sẽ có thể tăng tốc ngay lập tức. Tăng tốc tiếp này. Có là tiếng máy khi mà chúng ta đạp như vậy thì rõ ràng là nó sẽ vào khá là nhiều. Tuy nhiên thì mình đánh giá tốt cái khả năng vận hành của nó ở tốc độ cao. Mình nghĩ là cái động cơ 1.4 turbo này là một cái lý do mà cái chiếc xe này mang đến cái vận hành rất là ổn. Và với cái vòng tốc độ cao như này thì cái việc là cái chế độ Sport nó bị ngáo ngáo như lúc nãy nó không thành vấn đề nữa. Đấy, chế độ Sport mang đến cho một cái cảm giác khá là căng chân. Mỗi khi là đạp các bạn sẽ có một cái lực kéo lên. Cái hệ thống treo ở cái tốc độ cao này thì nó ôi đấy, đây cũng là một cái điểm này. Đấy, nếu như chúng ta không có tác động gì vào chân ga và chúng ta cứ duy trì cái tốc độ vòng tua thế thì nó sẽ giữ cái số này, trong khi cái này thì nên lùi về này. Nên đẩy lên số 5 nó sẽ ngon ngay. Tuy nhiên thì đấy là một cái điểm mà hộp số nó sẽ khá là ngáo khi mà chúng ta trải nghiệm ở cái chế độ Sport này. Đấy.
tức là nó có một cái ý đồ nhưng mà nó chưa thật sự là tinh tế để xử lý cái ý đồ đó một cách ngon nhất. Đấy, ý đồ là muốn giữ số để có thể có một cái lực kéo. Tuy nhiên nếu như chúng ta không tác động trong thời gian dài thì nó không có cái bước số nhảy xuống. Đấy, thì đấy là một cái điểm nhỏ thôi trong cái vận hành của cái chế độ sport. Vô lăng ở cái tốc độ này thì là độ siết khá là nặng. Tuy nhiên thì mình cũng không cảm thấy là nó quá chính xác. Và về cái độ ổn định thì ở 90 km này thì nó không quá lắc và trong chành. Đấy, nên là mình nghĩ là nó khá ổn. Tuy nhiên là đây là đường đẹp. Thế nên là về vận hành ở cái tốc độ cao này có lẽ là chỉ có thể chê về độ ổn thôi. Còn cái tăng tốc rồi mọi thứ khá là nuột nà. Mình đánh giá tốt cái khả năng vận hành của nó ở trên đường trường. Chúng ta không thể vượt quá cái tốc độ cho phép ở trên cái đường này là 100 km/h được. Thế nên là nếu là ở cái giải vòng tua này thì và cái tốc độ này thì là ổn. Mình nghĩ là với cái trải nghiệm lúc nãy của mình ấy, thì có thể là khi mà chúng ta đạp lên nó cao hơn một chút thì có thể là nó sẽ hơi trong chành. Đấy, về các cái vòng tua tốc độ thấp và này thì tốt nhất là chúng ta nên chuyển về normal đi cho nó thoải mái. Chưa kể là cái tiết kiệm nhiên liệu đó, khả năng tiêu thụ khoảng 6-7 lít cho 100 cây thì phải nói là quá ngon. Thì có một số điểm mà có lẽ là chắc chỉ có những người dùng Kia xe tốt mới có thể giải đáp được thôi. Còn mình trong cái phạm vi trải nghiệm này thì rất khó để có thể giải đáp được. Đấy là cái xe này đèn thì sẽ bị hấp hơi này, rột khi trời mưa này, rồi quá nhiệt hộp số ấy, vì nó là hộp số DCT liều kép khô. Đấy, thì nếu như anh em nào mà dùng Kia xe tốt để có thể là chia sẻ cho mình biết, đấy nó chỉ là những cái trường hợp cá biệt thôi. Và Thaco họ cũng sẽ cố gắng khắc phục theo từng lô xe. Thì tản mạn một chút về cái phân khúc crossover cỡ nhỏ này, gọi là cỡ B hoặc là cỡ nhỏ này ở Việt Nam, thì thực sự là có lẽ là cái sức cạnh tranh giữa các hãng mang đến cho người dùng rất là nhiều các cái lựa chọn. Công nhận là như vậy. Chúng ta còn nhớ những cái năm kiểu 2015, 2014, 2015 lựa chọn duy nhất và có lẽ là khai phá cho cái phân khúc này chính là Ford EcoSport. Và ở cái thời điểm đấy thì Ford EcoSport chạy đầy đường luôn. Đấy, tuy nhiên thì sau đó thì chúng ta có thêm chiếc Hyundai Kona là chiếc xe cũng đã về và xoán ngôi của Ford EcoSport. Và cái thời điểm năm 2020 khi mà cái chiếc xe tốt này ra mắt, sau đấy là Corolla Cross, rồi sau đấy là 2008 Peugeot, rồi rất nhiều CX3, CX30. Mình có thể mình nghĩ là cái phân khúc crossover cỡ B này là cái phân khúc mà đông đúc nhất ở trong cái thị trường xe ở Việt Nam thời điểm hiện tại, mang đến cho người dùng rất là nhiều các cái lựa chọn và người dùng chính là người được hưởng lợi nhiều nhất. Bạn có thể mua những cái chiếc xe rẻ như kiểu là MGZS có thể rất là đắt đến cả tỷ đồng như là Cross hay là CX30, thì cái việc cạnh tranh những phân khúc này thì tạo cho người dùng rất là nhiều các cái lựa chọn và Kia Seltos là một trong những cái lựa chọn như vậy. Seltos này liên tục là bán chạy trong các tháng và cạnh tranh với cả Cross, thì mình nghĩ là cái chiếc xe này mang lại khá là nhiều giá trị. Mình nghĩ là cái chiếc xe này là lái ổn nhất trong tất cả những cái xe Kia mà mình được lái về cái mức độ phân khích của nó. Với ba chế độ lái này nó tạo cho chúng ta rất là nhiều những cái sự khác biệt. Tóm gọn lại thì mình nghĩ là cái chiếc Kia Seltos này là một trong những cái chiếc xe mà tròn trịa đúng như cái truyền thống của Kia, đồng thời thì nó cũng khá là phù hợp với cái thị hiếu của người Việt Nam. Những cái trang bị, những cái tiện nghi, option vẫn chưa bao giờ là cái điểm mà mình cảm thấy là đánh giá thấp đối với Kia cả. Thậm chí là với một cái phiên bản giữa, phiên bản thiếu như thế này. Và đồng thời thì so với những cái anh em trong cùng gia đình Kia thì chiếc xe này là một trong những cái xe mà mình nghĩ là cho một cái cảm giác vận hành hay nhất. Thế nên là với cái mức giá từ 700 đến 800 triệu, một cái mức giá rất là dễ tiếp cận và một cái mẫu xe gầm cao, thì chiếc Kia Seltos này hội tụ đủ những cái lý do để nó bán chạy. Cái giá trị cả là những cái giá trị hữu hình cũng như là những cái giá trị vô hình như kiểu về thương hiệu. Nếu các bạn có 700 đến 800 triệu và không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn cho một cái xe mà đắt hơn một chút như kiểu Cross hay là CX30 thì Seltos vẫn là một cái chiếc xe mang lại những cái giá trị rất là tốt. Nhược điểm của nó thì nó không phải là những cái nhược điểm mà mình có thể đánh giá được chính xác trong cái trải nghiệm, ví dụ đấy như là các cái lỗi hoặc là các cái vấn đề về lắp ráp.
của Thaco Trường Hải. Còn với những cái vận hành trong cái phạm vi trải nghiệm một ngày này của mình thì mình chỉ có thể đánh giá được về cái cách chuyển số của nó, thì có thể đôi lúc hơi ngáo ở trong các cái chế độ lái này, rồi cái phần cách âm của nó khi chạy ở tốc độ cao, và cái phần ổn định thân xe khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cái đường bấp bênh hoặc chạy ở tốc độ cao thì nó sẽ hơi có một cái mức độ bất an một chút. Còn lại thì tiêu chung lại, nếu như chúng ta vận hành theo cái phong cách là êm ái, nhẹ nhàng trong phố, và đôi lúc thì chúng ta hơi chẩu chẩu lên, chúng ta muốn đạp căng căng chân một chút, thì cái chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Và mình có thể nói là sau khi mà mình trải nghiệm cái Kia Seltos này, mình đã hiểu vì sao nó lại là một cái chiếc xe bán chạy nhất ở trong thị trường Việt Nam. Mình thông thường đối với những cái xe của Kia thì mình sẽ không có ấn tượng quá tốt. Tuy nhiên thì với chiếc xe này thì mình nghĩ là đây vẫn là một cái xe, ví dụ như là những cái xe K3 hay là K5 chẳng hạn, mình chắc chỉ cho khoảng 6.5, đây là trải nghiệm cá nhân của mình. Còn với chiếc xe này mình có thể khoảng từ 7.5 đến 8 điểm so với mức giá và những cái giá trị mà nó mang lại. Đó, thì đấy là tổng quan về cả một ngày trải nghiệm của mình với chiếc Kia Seltos. Và hy vọng là thông qua video này thì anh em đã có một cái nhìn mà nó đúng đắn hơn chiếc xe này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Hello Xe, và nếu mà thích thì hãy like và subscribe để theo dõi những cái video mới hơn của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.